Sau khoảng 9 tháng chuẩn bị và nhiều lần lỡ hẹn, thì vào 19 giờ 30 phút tối qua ngày 11 tháng 5, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã chính thức mở cửa phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900 m cho người dân và du khách vào tham quan. Mặc dù là cùng thời điểm diễn ra lễ khai trương, Hà Nội bất ngờ hứng chịu trận mưa lớn, thế nhưng nhiều người vẫn hào hứng có mặt cùng tham dự và trải nghiệm không gian nghệ thuật. Sau một khoảng thời gian ngắn, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã biến đổi với đèn, cờ hoa rực rỡ. Tuy nhiên, trái ngược với những sự kiện khác, nơi đây tập trung chủ yếu nhiều gia đình, người già và trẻ nhỏ. Mặc dù trời mưa, nhưng người dân sẵn sàng chịu ướt để xem các tiết mục trên sân khấu ngoài trời. Tôi cảm thấy coi như là cái phố Trịnh Công Sơn này là để những cái ngày từ cuối tuần là ngày chiều thứ sáu và thứ bảy chủ nhật, bởi có những cái phố, những cái tuyến phố này rất là ý nghĩa để cho mọi người đến đây để thưởng thức những cái không gian đẹp của Hồ Tây và những cái phố mà đã mang tên của ông. Tôi rất thích và cái nhạc Trịnh này đã từ lâu rồi tôi cũng rất là yêu quý. Cái nhạc Trịnh này rất là hay. Tôi cũng cho nên là nghe thấy tin là tôi phải đến ngay để xem khai trương và để được thưởng thức. Đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được cảm nhận phong cách lãng mạn chứ không cổ kính, uy nghiêm như không gian đi bộ quanh Hồ Gươm. Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian đi bộ ở các tuyến phố trên quận Tây Hồ sẽ còn có 15 gian hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực, nước uống được dựng mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An, văn hóa vùng miền phục vụ khách tham quan. Thích nhất là kết nối văn hóa, mà cái văn hóa Việt thì nó đang có một cái xu hướng rời xa quần chúng, và như thế này nó kết nối cái văn hóa thì làm cho con người của chúng mình ấy nó sẽ xích lại gần nhau và sống tốt đẹp hơn. Có những con phố văn hóa như thế này tôi rất là vui. Cả các cái khu vực đi bộ đây cũng như quần thể thì nó rất gần như rất tập trung. Thì đây chính là cái điểm nhấn để tổ chức một không gian rất là đầy đủ về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Thực ra cái gian hàng cho kênh Hội An thì chỉ có 5 gian thôi. Còn tất cả khu vực còn lại thì nó cũng không còn cái khu đất để thể hiện. Nên chính vì vậy chúng tôi phải tổ chức bên cái khu đường Trịnh Công Sơn và Dặng Nhãn thì sẽ theo hình thức là lưu động. Theo ban tổ chức, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thời gian thí điểm đến hết năm 2018, sau đó sẽ quyết định nên mở rộng hay thu hẹp quy mô tổ chức.